Out. Rồi, mời em ngồi xuống. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bên đây mở được chưa? Em tự mở ra thôi. Mở ra đi cưng, chứ không lẽ đợi chị mở nữa. Bây giờ em hãy giới thiệu cho bạn gái bên đây nghe được những thông tin của mình. Mời em trai. Chào chị Tơ. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Văn Hết. Vừa văn ra là hết luôn. Em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang làm giám sát công trình và thi công của công ty Vistix ở Quận Hòa Thám, Bình Thạnh. Rồi, hết. Tới bên đây. Em chào chị Tường và chào bạn Nam ạ. Em tên là Thanh Thúy ạ. Cũng sinh năm 1992 luôn ạ. Và quê em ở Bình Thuận nhưng mà hiện là đang sinh sống và làm việc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nói chung là dễ tính, hoạt bát, cũng vui vẻ với mọi người. Và có niềm đam mê với việc là xem đá banh. Trời đất ơi. Niềm đam mê. Tại vì này chắc là giống ba, nhà có 5 chị em gái. Có đá banh không? Có cá độ không em? Dạ không. Hôm nay có coi đá banh không? Dạ mê lắm. Mê lắm hả? Mê đội nào? Dạ chỉ Việt Nam với nước ngoài thôi. Dạ đúng. Ngoài là nước nào mới được chứ? Đội nào? Nhất là Thái Lan. Thái Lan? Dạ. Nhất là Thái Lan gì mới là Việt Nam, hay là nhất là Việt Nam gì nhất Thái Lan? Nhất Việt Nam gì Thái Lan. Còn bên đây mê đội nào? Dạ, tất nhiên là Việt Nam là ưu tiên, còn như đội bóng nước ngoài thì em thích Barcelona. Đó là một chút xíu về tình hình. Còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là biết làm tất cả việc trong gia đình, nội trợ. Tại vì em là gốc gác là sống là nông dân, hồi đời nhỏ tới giờ. Nay là cái dạng giống như sống tự lập đó chị. Mấy chuyện đó thì em biết hết. Biết hết, nhưng mà mai mốt về lấy vợ có phụ vợ làm hay không mới là quan trọng. Quan điểm giữa hai người yêu thương thì một người là chồng thì biết phụ vợ. Dạng như mà em thì thương vợ thì mình sẽ phụ. Rồi, điểm yếu. Dạ, thêm điểm mạnh thì em thì thích giao tiếp với người nước ngoài. Chẳng hạn nước kiếm... nào? Dạ, nước Nhật. Ồ, có học tiếng Nhật hả? Dạ, em tự học và giao tiếp những câu cơ bản. Đâu nói thử vài câu coi, ví dụ như hôm nay rất vinh hạnh được gặp em. Em là một cô gái rất dễ thương, cho anh cơ hội làm quen với em được không? Rồi. Dạ, cái phần đó thì em chưa có chuyên sâu cho mấy. Trời ơi. Em chỉ hỏi về phần bạn mấy tuổi, về những cái lặt vặt thường thôi. Thôi hỏi hỏi vài câu đi, ví dụ hỏi vài câu cho chị coi. Minasan konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Kawanhatsu tomoshimasu. Kotoshi niju hatsai desu. Benche kara kimashita. Kayo wa yunin imasu. Shimi wa ongaku o kikukoto desu. Hết. Hiểu không em? Dạ không. Hiểu chứ, anh giới thiệu về ảnh thôi. Có quê Bến Tơi tên thì văn hết nè. Quê Bến Tre nè, đó, hết. Rồi, tình duyên của em sao? Em có một mối tình kéo dài 5 năm. 5 năm, chỗ 5 năm, sao chia tay? Bạn đó nó hết thương rồi. Em biết là bạn có người mới sau lưng em. Mà quen 5 năm, em có núm níu gì không? Dạ, dạ thì tất nhiên là sẽ có níu, nhưng mà người ta đã muốn đi thì có níu thì chắc cũng không được. Rồi, thôi quên đi em ha. Dạ. 5 năm tuổi thanh xuân cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Và mình sẽ nhờ những kinh nghiệm đó mình sẽ vun đắp cho cái tình yêu sau của mình nó đẹp hơn. Rồi, thế còn em? Em thì trước giờ chỉ có một mối tình. Mối tình đó thì xuất phát từ cái thời học còn đi học. Cái dạng em thì cũng giống như là yêu đơn phương á chị. Người đó biết không? Dạ thì cũng có biết. Rồi người đó có yêu lại em không? Dạ gia đình cũng ngăn cản. Gia đình người đó á. Sao ngăn cản? Lý do gì ngăn cản? Dạ theo cô môn đăng hộ đối vậy. Nhưng mà em theo người đó mấy năm? Nay thì cũng 7-8 năm gì. Ngưng theo nay cũng 3-4 năm rồi chị. 7-8 năm theo một người một thôi. Mà người ta không ưng mà vẫn theo. Tình nguyện là một cái bóng để cho người ta gì đó. Trời ơi, vậy là anh này anh chung thủy lắm nè. 7 năm trời không mà đeo đuổi một người mà phải chi được có qua có lại. Không nói đằng này một phía thôi là anh này tình cảm rất là đáng trân trọng. Có khi em nhớ có một lần là đêm hôm đó là khoảng cỡ tầm gần 2-3 giờ sáng gì đó. Em đang ngủ là cũng giống mình gặp một cái giấc mơ là giống như gặp bạn đó, là bạn đã đi cưới. Tự nhiên mình đứng trước một cái ngôi nhà đó, đám cưới của bạn đó vậy đó. Rồi tự nhiên giật mình thức giấc rồi cũng hơi buồn buồn, hơi khóc khóc. Có khóc không? Dạ, có. Chuyện cũ rồi bây giờ vui lên nè. Nhiều khi mà em buồn quá cho nên cổ mới đi lấy chồng đó. Ủa mà cổ lấy chưa? Đó trong mơ thôi chứ chưa lấy phải không? Dạ chưa vậy. Bây giờ còn liên lạc gì với cổ nữa không? Dạ không. Giờ còn buồn không? Cũng cố gắng là sẽ xóa đi 100% hình ảnh của bạn ấy trong ký ức. Mà giờ xóa được nhiêu phần trăm rồi?
Dạ em nghĩ là 90. 90 rồi phải không? Rồi. Thật ra mình cũng không cần phải xóa hết 100%. Ai cũng có những ký ức, không? Ai cũng có những kỷ niệm. Nhưng mà chúng ta để nó vào một cái góc riêng và đừng để ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai là ok. Chứ cũng phải là, đó là những cái thời gian rất là đẹp tuổi thanh xuân của mình, mắc gì đâu mà xé cất, đúng không? Thì Tường còn rất là nhiều thư tình của bạn trai cũ, những có những người mình yêu thương mình vẫn cất, những người mình hận thù mình vẫn cất. Đó là kỷ niệm, đó là quá khứ, đó là một thời vàng son của mình. Rồi, muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thiên về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Nói chung là em nấu ăn thì cũng được nhưng mà nó cũng không có ngon lắm. Mong là nếu mà bạn nấu ăn được thì em sẽ là người giống như là ở vòng ngoài. Xà, khôn quá ha. Rồi, về ngoại hình thích người sao? Nếu mà tại vì em cũng hơi không được cao lắm nhưng mà được thì bạn sẽ cao một hơn 1m7. Lỡ mà sau này có con thì đỡ cho con heo. Trời ơi, cho con uống sữa, chất dinh dưỡng bổ sung vô. Em cao bao nhiêu? Cho em trả giá 5 phần được. 5 phần à, 1m65 được rồi. Rồi đưa hình cho coi. Dạ em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Biết chăm lo cho gia đình, không có xăm hình hay là nhộm tóc. Cái dạng giống như là tạm tóc trắng hay là đỏ hay là nâu tím vàng gì đó. Nếu mà có nhộn thì cũng một ít để mà dạng giống như tóc màu vàng ngả nắng ấy chị, thì nó sẽ rất là đẹp hơn. Nói chung là cũng hơi thích cổ điển chứ không có thích hiện đại quá phải không? Dạ, tại vì nếu mà tóc màu vàng á thì em nghĩ là sẽ... Gì? Có móc móc gì ra nữa vậy? Em có một làm bài thơ 4 câu ngắn. Rồi đọc lớn lên đi. Em thích nhất là tóc màu vàng bởi vì là tóc vàng em đi trong nắng, phố thị đường quen bóng chiều tà, nắng chiều nhẹ nhẹ vương trên mi mắt, không sao sánh được dáng tóc em. Mà coi như thích tóc vàng phải không? Tóc vàng ánh nắng. Vàng ánh nắng thôi chứ vàng khè thì thôi thua luôn phải không? Yeah. Rồi đây kiếm đi, ảnh ở trọng đó. Hai người tìm đi, coi cái giác quan của mình ngày hôm nay sao. Đâu em chọn anh nào, chỉ gì coi. Em đoán là anh nào? Chắc anh này. Lý do tại sao chọn anh đó? Em tưởng tượng qua giọng nói thôi, anh nghĩ vậy. Tưởng tượng qua giọng nói, nhìn đoán ra được cái anh đó. Này ghê. Còn bên đây cô nào? Thì bạn chính giữa. Bạn chính giữa. Lý do sao chọn bạn chính giữa? Thì em cũng nghĩ theo giọng nói. Rồi, theo giọng nói luôn. Dạ. Bây giờ mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để xem hôm nay mình dự đoán mình theo cái giọng nói coi nó có chính xác hay không nha. Mời hai bạn. Nhìn nhau đi ạ. Sao mình chọn đúng không? Sai rồi. Cổ là người nào đâu? Trời đất ơi, nhìn hình rồi còn đón chỉ trật nữa. Cổ là cái cô này mới đúng nè. Đây nè. Nhìn thay đổi sao quá. Đổi sai quá. Bên đó đoán trúng em nha. Chỉ một chốc một nhô ngay anh chính giữa luôn. Thấy phụ nữ người ta giác quan hay hơn không? Cảm giác hay hơn mình luôn. Phụ nữ lúc nào cũng có một cái cảm giác giống như là chính xác hơn. Rồi. Thôi quà tặng kìa, tặng đi. Mình tại vì là thích xe nó bóng nhưng mà mong là bạn đừng có nhìn, đừng bóng như thế bóng. Đừng bóng như thế bóng. Xích thêm đá bóng, nhưng bạn đừng bóng như trái bóng. Câu này tôi mới nghe luôn á. Em cứ nghĩ là khi mình nhìn một cái món quà nào bằng nữ đó là cái giận giống như mà tặng anh nhân dịp Tết đến. Em cứ nghĩ là đó là một trái dưa sọc. À, tưởng trái dưa hấu. Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc anh không có bóng đâu, tại anh không nhìn ra được trái bóng. À, anh gửi em tặng cho một món quà của bà chị ở Tiền Giang, giám đốc Sô-cô-la nói là gửi tặng cho em dâu. Rồi. Tối nay mình thích xem nó bóng nhưng mà mình không biết nghĩ tới ra cái món quà gì nên là tặng cho bạn. Thôi cũng thích, cũng cảm ơn. Tối nay về chơi với bóng nha. Chắc ông bóng ngủ chứ. Khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thấy em rất hồi hộp khi mà cửa trái tim mở ra, em đang suy nghĩ điều gì lúc đó? Khi mở cửa ra thì em sẽ mở mắt ra là sẽ nhìn thấy một cái bạn nữ, bạn gái sẽ phù hợp với em hơn.
Bạn thì cũng rất là, theo phán đoán ban đầu em thì cũng rất là cũng hiền, một người phụ nữ trong gia đình. Đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của em ở cái nhìn đầu tiên? Giờ 70. Thì là tốt quá. Thế còn em, cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? So với cái em cảm nhận qua giọng nói thì nghĩ là bạn cũng cái kiểu là chân thành, đúng là nói chân thành và thiên về người của gia đình. Bây giờ trước tiên thì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để tự tìm hiểu với nhau. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Xin mời. Xin mời hai bạn thưởng thức món tôm sú sốt mayonnaise của nhà hàng Maria Sài Gòn nha. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt bùi tự nhiên của thịt tôm nè và vị béo thơm của sốt mayonnaise quen thuộc qua sự chế biến của đầu bếp, tạo nên một món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng. Nhìn dễ thương quá ha, sao nỡ ăn. Rồi mời hai bạn ăn thật ngon, tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai em ngon miệng. Em có thích món này lắm không? Cũng thích, thường thích ăn hải sản. À, nếu mà có dịp nào đó thì anh mời em là sẽ về quê anh. Tại vì ở thành phố anh á, thì cũng gần biển à, nên cũng có mấy món hải sản. Thì cũng giống như mấy cái dân ghe cào á, người ta đi vô á, thì sẽ có những món rất là tươi, cũng rất là ngon. Vì đúng rồi, tại vì em cũng có một cái bạn bé nhưng mà nó ở không có miền Tây, nhưng ở Tiền Giang thì cũng đã từng thưởng thức cái những cái món là giống như nó ở dưới biển lên liền á, thì mình ăn rất là tươi, rất là ngon. Ừ. Không biết là cho em hỏi là nhà anh chẳng có mấy anh chị em? Anh thì nhà anh là có 4 người, hai chị thì lấy chồng ở Cà Mau rồi. À, còn một người anh thì làm ở Cò Đất ở Long An. Còn riêng anh thì là út trong gia đình. Nhưng mà có một mình lên Sài Gòn làm việc thôi. Đúng rồi. Làm Sài Gòn từ hồi cuối năm 2008 đến nay. Trong vòng một tuần cũng có thể là mình sẽ gặp nhau một lần hoặc hai lần. Anh hiện tại là đang đi làm công trình đúng không? Đúng rồi, tại vì anh là bên dạng như giám sát công trình, là đứng coi thợ làm đó. À. Cũng có đi công tác ở ngoài miền Bắc và miền Trung. Nhiều khi đi công trình là cũng khoảng cỡ 1 tháng tới 2 tháng. Nhiều khi cũng có 3 tháng thì cũng có. Cũng tùy theo công trình á. Chủ yếu là khu vực miền Nam là nhiều nhất. Thì nói chung là ban đầu thì nếu mà có điều kiện thì một trong một tuần gặp nhau 1 đến 2 lần mới thì nó có thời gian để tìm hiểu. Còn sau này khi mà đã có quen hay là nghỉ xa rồi thì 1 đến 2 tháng thì cũng được, không sao. Em có quan điểm như thế nào về một tình yêu xa? Mình tin tưởng người đó thì vấn đề xa thì không có quan trọng. Thương thì thương như giống như mình thương chỉ một người thôi. Còn khi mình đã thương một ai đó thì những người khác thì anh sẽ không quan tâm tới. Dạng giống như các bạn nữ á, xung quanh á thì anh sẽ không có quan tâm tới. Đó là điểm tốt mà. Ăn chưa? Nãy giờ ăn miếng nào chưa cưng? Dạ rồi. Dạ ngon lắm. Ngon không? Dạ. Ăn nhiều bồi dưỡng vô xíu cho mập mạp xíu mới có sức lo cho vợ con nè. Mời hai bạn sẽ bóc một lá bài trong này ha. Đọc lớn yêu cầu ra và mình sẽ thực hiện yêu cầu của chương trình để hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mời bạn trai. Em trước hả chị? Ừ. Phụ nữ làm sao đi? Cái đó em yêu cầu phụ nữ. Chàng trai xin phép được bạn gái để thực hiện một trong hai yêu cầu như sau. Một, vòng bạn gái đi 3 vòng. Hai là ôm sau lưng để cảm nhận trong 30 giây. Rồi. Một trong hai hả chị? Một trong hai, qua bển hỏi ý kiến bạn gái đi, thương lượng đi rồi làm, nhanh. Nếu mà được hai càng tốt. Gọi đi qua bển thương lượng đi. Đó. Yêu cầu của chương trình thì không biết xem sẽ chọn cái nào, một hoặc là hai. Chắc là em chọn hai thôi. Xoay cái lưng vô mặt ảnh. Rồi mời bạn, thôi đưa lá bài để tôi cầm cho. Rồi ôm đi. Hai anh xin được phép ôm nha. Lòn quá hai cái tay, ôm vô. Lòn quá hai cái tay. Đúng rồi. Hình như cảm thấy em đang rung đúng không? Còn có anh một chút xíu. Còn anh cảm thấy như thế nào? Dạ em vô cảm. Dạ không có vô cảm ạ. Em thì mất hết
mất hết cảm giác run, chứ phải là cảm giác mình nó cảm nhận được người phụ nữ. Nó lần lần thích như thế nào? Cảm thấy như thế nào em? Trời ơi, cảm giác của em mà em hỏi người ta run rồi đó. Anh nếu em run thì anh sẽ nguyện là một vòng tay để em ôm em trọn đời, sẽ bảo vệ em. Cảm ơn. Hết về chỗ hết rồi. Trời ơi, cũng biết nói chuyện quá ha. Được rồi, mời em gái đọc lớn lên. Đọc lớn lên em. Cái gì mà hồi hộp dữ vậy? Dụ gì? Yêu cầu của chương trình là cô gái bịt mắt chàng trai, yêu cầu chàng hôn bộ phận đầu tiên mà mình sờ được. Ai sờ ai? Chà, em sao đợt này chàng trai lời quá ha. Dạ, em nghĩ là em sờ. Hả? Ai sờ? Cho em chọn đó. Lỡ em sợ chúng do sao em không xuống em không được chị? Tùy em. Giờ em muốn em là người được bịt mắt, được hung hay là bị hung? Em được đi. Được hung. Rồi, có cho bịt mắt ảnh đi. Em không biết làm cái này. Đây, đây, đây. Bịt mắt cho chơi. Hồi nhỏ em thường chơi trò này lắm. Rồi chưa? Rồi bây giờ chàng trai đứng qua đây. Xa xa qua đây. Cô gái đứng đây. Này nha, bây giờ tôi làm trọng tài. Bây giờ tôi đếm 1 tới 3. Dạ. Em ráng em đưa gì ra, em đưa tùy em nha. Ảnh 1 tới 3, ông này ổng khôn lắm, nãy đòi tới 2 luôn nhớ không? Ảnh quơ một cái mà trúng cái gì là anh hung cái nấy. Dạ. Ok chưa, đứng xích vô trong tầm tay người ta quơ thôi chứ mà né dữ vậy. Rồi, 1, 2, 3. Mò mò xuống dưới đi. Cái này đưa vô nè. Rồi. Dạ rồi ạ. May lời quá. Thì cảm nhận hôn tay thì ấm áp và quyến rũ ạ. Rồi. Dạ. Muốn làm lại nữa không? Làm lại không em? Không. Khôn lắm. Hết. Về chỗ. Bây giờ tôi mới để ý nè, bây giờ ngồi đây trước khi bấm nút tôi hỏi một câu nữa, nên thôi có gì mất công là tôi chịu trách nhiệm nè. Sao tôi thấy trên tay đeo nhẫn cưới hay gì vậy, là sao vậy? Dạ không phải nhẫn cưới chị, tại nhẫn là má em là định sau này sẽ tặng cho con dâu. Nhớ nha, chừng nào rồi làm con dâu má tặng nha. Đừng có dại dại rồi tặng trước đi à. Rồi mai mốt không phải con dâu cái về má la nha. Tặng luôn được không? Đó, hồi yêu nhau rồi là tặng luôn làm giật định tình được không? Dạ em nghĩ thì chắc là tặng luôn không được. Chứ tặng này về má la ăn. Má la ăn. Má la. Trời ơi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm mạnh xuống, nếu không đồng ý ta lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi ông làm gì ông hoài vậy? Ủa sao? Em có bấm không chị? Bấm đâu? Bây giờ mới bấm nè, bấm đâu bấm. Có cái đèn, cái nút bấm không xong. Làm gì ăn đi giờ trời, hết ơi là hết ơi. Dạ, nút bấm hình như sao nó yếu. Yếu, em yếu chứ nút bấm nào mà yếu. Thì khổ ghê, chắc tôi nghi quá. Tối nay giờ chơi với bấm thiệt quá. Nắm tay nhau. Bây giờ là một nụ hôn đầu tiên dành tặng cho nhau, để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn. Anh nắm tay được không? Rồi. Một nụ hôn lên mặt. Không nha. Hỏi gì nữa, mần đại đi, còn mày đặt màu mè nữa. Lựa lựa gì vậy trời? Đầu ta chưa gọi đó, hôn má đi. Hôn lại hả chị? Ừ, trời ông này cũng lợi dụng quá. Hôn lại nha. Ôi, dạ rồi. Thơm không? Cảm nhận của em thì không phải là thơm, là một cái gì đó khác. Mà cảm nhận của em khi hôn bạn là đây là tình yêu của em sau này, và cũng là tình yêu cuối cùng kết thúc. Trời ơi, không, tự tin chắc chắn quá vậy. Em cảm thấy sao em? Anh nói anh cảm nhận, anh hung cái là anh biết em là sau cùng không? Anh này rất là chung thủy nha. Một mối tình đơn phương 7 năm trời thì em bây giờ là người cuối cùng của anh luôn đó. Dạ, em mong là bạn sẽ làm được như những gì bạn đã nói. Không, chị tin bạn này làm được.
Thưa quý vị, rất vui ạ. Tôi... người ta ưu ái cho tôi, thì cho nên là bây giờ tôi phải đối xử tốt
tốt lại với họ. Nói chung là mình có qua có lại đó mà. Vậy đó, vui vẻ, vui vẻ. Vui vẻ mà sao chị vui vẻ với người đó mà không vui vẻ với em vậy? Đâu có. Như vậy là em buồn nha. Chị vui quá trời mà, nãy từ đây chị bước vô thì vô là chị đã vui với em rồi. Tại em không có nhận thấy được cái sự vui vẻ của chị thôi. Dạ, với em thấy thì bây giờ chị mới vui nè. Còn em thấy chị chưa vui lắm. Mà theo em được biết á, là những cái mối quan hệ của những cái phòng ban khác với chị á thì cũng không có gọi là thân tình gì lắm. Nhưng mà được một cái á, là những cái người đó là trưởng phòng ban sẽ mang lại cho chị những cái lợi ích nào đó khi mà chị cần. Còn em á, chỉ là cái trưởng phòng hành chánh thôi, hầu như là chắc cũng không có mang lại được một cái lợi ích gì cho chị. Nên chị gạt cái tên em ra khỏi cái danh sách mà chị ưu ái, đúng không chị? Ôi bé, nói gì chứ, bởi vì suy nghĩ nhiều quá là nó nhau quá trời luôn à. Nè, nè nghe lời chị, dù sao chị cũng tuổi cũng lớn hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng mà bây giờ coi như là em đang bị một cái vấn đề. Em là bây giờ là em đang bị gọi là giống như là bị quan tưởng thể, tự ti, trầm cảm rồi đó Quynh. Nó nguy hiểm lắm. Quan tưởng thể, tự ti, trầm cảm. Đó. Là sao chị? Đó là cái kiểu mà giống như là em suy diễn, em suy tư, em suy tưởng, suy tạng, suy gì đó mà suy bụng ta ra một người đó em. Ừ, cái dạng như vậy đó. Chị thấy là không tốt lắm đâu đó Quynh. À, em thì thật sự không có quan tưởng gì hết. Mà em chỉ nhận thấy một điều thôi. Đó là tất cả những cái lợi ích, những cái điều mà sang chảnh nhất trong công ty mình á, thì tất cả mọi người đều gạt em ra là sao? Trời ơi, gạt đâu gạt. Rồi tự nhiên bây giờ cái em tự đưa ra kết luận luôn à. Rồi bây giờ tự đưa ra kết luận rồi, bây giờ em có tự đưa ra cái lý giải cho cái lý do đó được không? Được chứ. Tại vì sao? Cái chức trưởng phòng. Tại vì sao? Tại vì chức trưởng phòng hành chánh của em á là quá bèo bọt, không mang lại bất cứ một cái lợi ích gì cho phòng ban khác hết. Nên không có ai mà thèm mã đá đụng gì tới em. Bây giờ ha, nếu như mà sếp không chuyển phòng em qua một phòng ban khác làm trưởng phòng thì em xin nghỉ việc. Đây, nói lại câu đó, không phải là chuyển phòng em. Chuyển em qua phòng ban khác làm trưởng phòng. Không điều chuyển tôi sang làm trưởng các phòng khác. Không điều chuyển tôi sang làm trưởng phòng. Nhìn lá thái. Rồi Nguyên Công nha, vì chức vụ trưởng phòng hành chánh của tôi nó bị bọt, không mang lại lợi ích gì nên người ta coi thường. Dạ rồi. Nếu giám đốc không điều chuyển tôi sang làm trưởng các phòng khác thì tôi sẽ xin nghỉ việc. Em biết chứ. Tại vì cái chức trưởng phòng hành chánh của tôi rất là bèo bọt, không mang lại lợi ích gì cho ai. Nếu như giám đốc không điều chuyển tôi sang các phòng ban khác thì tôi xin phép nghỉ việc. Gọi lại luôn giùm em, nên người ta coi thường nữa nha. À, còn nên người ta coi thường. Dạ. Dạ. Biết. Biết chưa? Tại vì cái chức trưởng phòng kịch. Dạ. Biết chưa? Tại vì cái chức trưởng phòng hành chánh của tôi rất là bèo bọt. Rất là cắt máy đi. Dạ, cắt máy cho xin lại cái nha. Tại vì cái chức trưởng phòng hành chánh của tôi rất là bèo bọt. Không nên. Máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Sếp ơi. Sếp ơi. Dạ. Dạ thưa sếp. Dạ đây là mấy cái để xét duyệt. Mấy cái bài này ở bên ban biên tập của tụi em đã chọn lọc kỹ lên sếp. Rồi để đi. Dạ. Dạ nhưng mà mấy cái bài này thì cũng đang cần duyệt gấp đó sếp. Mấy cái bài này rất là tốt, sử dụng được cho số báo sắp tới. Với lại nội dung nó cũng phù hợp với tình hình thời sự luôn đó sếp. Ủa vậy sao? Tôi là trưởng ban biên tập hay là cô trưởng ban biên tập rồi cô giao việc cho tôi hả? Tôi nói để nó đi mà. Dạ, sếp. Ý là, này là con chỉ báo cáo tình hình thực tế đó mà sếp. Thôi tôi để nó đi.
mà tại coi mấy cái phim mà dài quá ngủ có được khuya quá. Xin lỗi nha. Dạ. Chú ơi. Ừ. Mà chú đâu có cần phải viết bài giống như là mấy anh em phóng viên đâu mà sao phải thức khuya chi ta? À. Gì? Coi phim. Ừ. Là chú là cũng thuộc hệ coi phim bổ giống như con luôn trên Netflix không? Trời ơi, con thấy phim nào mà hay hay là con là tình nguyện là con cày sáng đêm để con hết cái season mới chịu luôn á. Vậy chú với con là chung hệ. Không dám, chú phải như mấy cô với cậu đó coi mấy cái phim ảnh lúc tức. Tôi coi là tôi coi phim thời sự trên YouTube. Hả? Tại qua cái clip nó dài quá, ngủ chứ. Ủa? Nếu mà có thời sự thì mình phải coi ở trên TV hay là đài truyền hình chính thống chứ. Sao tự nhiên ai lại coi trên YouTube? Cô đúng là biên tập viên bình thường. Cô biết là họ một hoặc có biết hai gì chứ. Mình coi chính thống là đã đạt rồi. Mình có coi phản chính thống. À, nó mới là cái gì có cái hai mặt chứ. Phải soi mặt này soi mặt kia, hiểu không? Chú. Nhưng mà chị con nói chúng cái chủ đề tủ của chú hay sao mà không thấy là giờ chú hết buồn ngủ hết mệt mỏi mắt chú sáng bừng lên luôn. Được rồi. Dạ, chú. Dạ. Nãy chú nói cái gì mà phản chính thống là sao con nghe không hiểu. Trời ơi, phản chính thống mà cũng không biết. Dạ. Chính thống là sao? Thì phản là nó là gọi là phản chính thống. À là ngược lại. Ờ, ngược lại thôi chứ có gì đâu. Không mà chú ví dụ cụ thể cho chú không hiểu kỹ hơn. Giống như là chú coi YouTube, chú coi cái kênh nào. Ờ, ví dụ thì nhiều lắm. Dạ. Ví dụ có những cái kênh như là Đinh Chọt, rồi những cái kênh là Phan An, những cái tên là kênh là Tư Nghĩa Địa đó. Phải coi rồi phải soi lại mới hết được chứ. Hồi qua coi nhiều quá rồi chứ. Clip Đinh Chọt là mà muốn cái clip nó dài lại quá trời giờ ráng mà coi sức giờ buồn ngủ chết luôn. Chú ơi, chú nói thiệt đó hả? Chú giỡn con. Ý là chú con nói cái kênh đó thì thôi, cái kênh của Đinh Chọt là kênh phản động đó, toàn là mấy cái nội dung đen quá trời đất ở trên kênh đó không ạ. Phản động. Dạ. Hay là đen. Đúng rồi. Thì đã sao rồi, mình coi á là phản, mình không bao giờ khỏi chứ gì, phản chính thống thôi, cho nó nhẹ nhàng. Chứ ai mà hô đen phản động được nghe nó nhức lỗ tai. À, quan trọng á là cái người coi phải có ý thức lập trường tư tưởng nó rõ ràng. À, thì làm sao là không có ngại ngù gì hết trơn mà coi không coi, thấy không? Coi để biết. Dạ, hiểu không? Dạ hiểu, nhưng mà ý con thấy cái nhất là cái kênh mà của Đinh Chọt nãy chú nói đó, là con nghe nói đâu là toàn mấy cái clip mà bịa đặt nè, xuyên tạc nè, trái với cái tình hình sự hiện tại trong nước không à, rồi đưa ra những cái luận điểm, những cái quan điểm mà gọi là phản động. Gì phản chính thống sao hả? Tôi coi được, tôi cân được hết trơn hết loại đó. Coi để vậy á, phản chính thống để cho mình củng cố và lập trường tư tưởng mình nó rõ ràng hơn, hiểu không? Dạ không hiểu, nhưng mà chắc cái khúc này chắc con không có học theo chú à. Ừ. Tại vì con sợ chú lỡ mình coi mình không dẫn á, là nhiều khi là mình bị ảnh hưởng á, mình bị những cái gọi là những cái luận điểm sai trái đó, mình nó sẽ giống như mấy cái chất độc của chú, nó sẽ lây lan vô cái tư tưởng của mình là cái đó là nguy hiểm rồi. Quan trọng là mình đó. À, cô coi tôi đó, tôi coi rồi thấy cái lập trường tư tưởng tôi có bị gì không? Bị dẫn trong sạch đàng hoàng ngay ngắn. À, những gì? Dạ vậy thì cũng mừng cho chú. Không gì? Không phải, nhưng mà ông bà ta cũng có câu là cái gì gọi là gần một thì đen, còn đèn thì sáng đó. Hiện tại thì chưa biết, nhưng mà theo thời gian nhiều khi tình hình nó sẽ khác. Ồ đúng rồi, theo cái chủ nghĩa xét lại rồi. Khác gì đâu khác, có gì khác à? Là cô coi, lâu tới đâu tôi xem, nhiều tới đâu. À, cũng vậy thôi, giữ già, tư tưởng. À, dạ. Hiểu không? Dạ. Thôi được rồi, đi. Dạ xin phép. Đi tập vụ điều khiển. Cho chị xin lại cái tức là An diễn thì máy chạy An diễn ngồi vào. Dạ chú Hùng đó em. À công Chí hả? Sao tôi kêu cậu 5 lần 7 lượt mà cậu nói gặp tôi vậy? Dạ tại vì em bận quá.
quận. Mà nếu như là sếp Nam giám đốc, còn không là bà Thu phó giám đốc, còn không nữa thì ông Thẩm trưởng phòng kinh doanh. Là cậu gặp liền đúng không? Dạ lúc con khó anh nói được gặp cho em. Tội cho cậu. Rồi giữ như em mà anh lại câu đó như em, với lại anh nói to lên nha. Nói to lên nha, em có em chưa bị nhỏ chị. Mà không rõ nữa, em nói không rõ. To mà rõ lên. Giờ từ đây lại ha. Dạ. Anh ngồi câu trên nha. Em giữ. Cậu quận, mà nếu như là sếp Nam giám đốc, còn không á là bà Thu phó giám đốc, còn không nữa thì ông Thẩm trưởng phòng kinh doanh, là cậu gặp liền đúng không? Dạ, nói gì tội cho em. Tội cho cậu. Cũng đúng thôi. Tại vì tôi không sang nên không được mời. Dạ, dù gì anh cũng là cháu của giám đốc Nam. Ngồi bằng cậu, anh sang quá thì sang, nhưng mà anh đứng quay nữa. Em nhức đầu quá. Ờ thì sang cũng sang á, mà sang không bằng mấy người kia nên tôi không được mời. À thì ra là vậy. Thì ra là vậy á ha. Mà nếu tôi không nhắc á, chắc là cậu quên tôi luôn rồi. Dạ ai ai kêu quá. Em chỉ cho nó bốc lên chút xíu thì em xìu quá vậy, giống như người này nó phải ăn dĩ em vậy. Em linh hoạt. Em linh hoạt lên nha. Em tại nó nói miếng là em đáp lại một miếng liền.